làm gì rồi? Nồi nấu chín đấy. Nồi nấu chín đấy. À, ngồi giống bác sĩ Kim nha. Ngồi giống Kim bác sĩ. Khám bệnh cho ba hả bác sĩ? Ba bệnh gì vậy? Ba bệnh cảm hả? Rồi phải làm sao? Bệnh cảm rồi phải làm sao hết? Uống thuốc. Nó đi con, uống thuốc hết. Uống vitamin hết. Bác sĩ tới đây. Bác sĩ tới đây. Bác sĩ có nguyên bộ đồ nghề luôn. Bác sĩ có nguyên bộ đồ nghề luôn. Wow, cái gì vậy? Ông chích. Ông chích. Chích ngừa ba hả? Chích ngừa ở đâu? Tay trái. Ăn. Ăn gì? Ăn quả cam nhanh đi. Ăn quả cam nhanh đi hả? Ăn quả cam để chi? Chi. Cho có sức đề kháng. Đề kháng. Ông tâm ngậm ngậm. Cho có vitamin C. Ôi, bác sĩ chích ngừa. Wow, chích ngừa gì vậy bác sĩ? Ngừa cúm. À, chích ngừa gì vậy bác sĩ? Ngừa cúm hả? Mũi cúm hả? Đánh răng trước. Đánh răng nữa hả? À, gì vậy bác sĩ? À, tóc nữa hả bác sĩ? Bác sĩ có cắt tóc luôn. Thế là phải cắt tóc luôn. Khám bệnh cho ba nữa hả bác sĩ? Ba bệnh gì vậy bác sĩ? Ba bệnh gì vậy? Ừ? Ba bệnh gì vậy? Ba kẹo bệnh. Thôi, ba có rồi. Tin có rồi. Tin don't have. Tin không có. Đeo ngược rồi. Đeo ngược rồi. Quay lại. Yes. Exactly. Yes, exactly. Bác sĩ tốt nghiệp trường nào vậy bác sĩ? Bác sĩ tốt nghiệp trường Đại học Y Dược hả bác sĩ? Bác sĩ tốt nghiệp trường Đại học Y Dược hả bác sĩ? Bác sĩ tốt nghiệp trường Đại học Y Dược hả bác sĩ? Ba thấy nón bác sĩ đẹp quá, ba gờ coi có gì đâu không? Được không? Ba thấy đẹp quá, ba gờ chứ có gì đâu. Đẹp quá thì đẹp. Ba bệnh gì vậy bác sĩ? Tim cảm. Cảm hả? Rồi làm sao hết cảm đây? Uống thuốc. Decogen. Uống thuốc Decogen. Tối ngủ nhớ đắp màn. Không uống nước đá. Ôi trời. Ôi trời. Để ba kêu mẹ mua cho bác sĩ bộ đồ cảnh sát nữa ha. Mốt bác sĩ làm cảnh sát đây ha. Hiểu không? Ok. Tin nói đi. Tin quay vô màn hình nói nè. Mẹ ơi. Mẹ ơi.